Ngày 15 tháng 9, giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại rằng nhu cầu năng lượng sẽ giảm. Cụ thể, trên sàn giao dịch New York, giá dầu WTI giao tháng 10 đã giảm 3,38 đô la Mỹ xuống mức 85,1 đô la một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11 trên sàn giao dịch London cũng giảm 3,26 đô la xuống mức 90,84 đô la một thùng. Giá dầu giảm trong bối cảnh hồi đầu tuần này, Mỹ công bố báo cáo lạm phát cao hơn mong đợi, khiến các nhà đầu tư càng tin rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát, cho dù biện pháp này có thể làm tổn hại tới nền kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng.